Xin chào các bạn Mira cùng Thần Nông. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thu Anh Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trả những trải bài chung và cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình hoặc là số chiêm tinh cá nhân hoặc học Tarot 1:1 với mình qua trang Facebook chiêm tinh cổ học hoặc là Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này nhé. Rồi, thì hôm nay là tiếp tục về series dự đoán năm 2021 của 12 cung hoàng đạo. Lẽ ra là mình đăng video này vào ngày hôm qua, nhưng hôm qua thì mình đang bị cúm. Thật ra hôm nay các bạn thấy giọng mình vẫn hơi ngạt mũi một chút. Mình không biết có phải là do công việc hay không, nhưng mà mình cảm thấy từ khi mình bắt đầu công việc Tarot Reader và đăng video liên tục trên YouTube, mình dễ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp hơn. Trước thì mình cũng hay bị rồi, nhưng mà cảm thấy tần suất bây giờ nó dày đặc hơn. Cộng thêm với việc là thời tiết ở Hà Nội bây giờ rất dễ bị cúm. Bây giờ đang rất lạnh các bác ạ. Đấy. Thế nhá, thì trước khi vào video này thì mình nói qua một chút về cái sự kiện giveaway hiện giờ của mình. Đây là cái sự kiện để mừng kênh thành lập được một năm rồi. Và cách tham gia rất đơn giản nhá. Các bạn bình luận một số bất kỳ từ 0 đến 100 vào video mới nhất trên kênh của mình. Và kết quả sẽ được thông báo trong video mới ngay sau. Đấy, video ngay sau. Thế thì bình luận hợp lệ là bình luận á, mà cái tài khoản của bạn phải theo dõi kênh nhá. Phải theo dõi kênh. Và mỗi tài khoản chỉ được bình luận một số duy nhất. Dĩ nhiên nếu các bạn lập ra 10 kênh khác nhau, lấy 10 cái tên khác nhau, 10 cái avatar khác nhau, và các bạn bình luận 10 số khác nhau không thành vấn đề. Trong trường hợp mà có hai bạn kiểu như là chọn trùng số, thì mình sẽ lựa chọn bạn nào mà lựa chọn số đấy trước. Tức là bạn nào bình luận càng sớm thì càng có lợi. Và mình thường ra video, thật ra luôn luôn ra video lúc 8:30 tối, nên các bạn cứ canh đúng 8:30 tối, các bạn vào, nhảy vào, các bạn bình luận số mà các bạn thích. Sau đó bình luận xong thì các bạn hãy xem nội dung video, đúng không? Đấy là cái cách để các bạn bình luận nhanh nhá. Rồi, đi quay trở lại nội dung chính của ngày hôm nay. Thì hôm nay là nói về dự đoán năm 2021, tổng quan 2021 của các bạn cung Thần Nông. Thế thì những đối tượng nào xem được video này và nên xem video này? Thứ nhất, các bạn có mặt trời Thần Nông, mặt trăng Thần Nông, cung mộc Thần Nông, hoặc là các bạn không có cả ba thứ trên nhưng mà có nhiều hành tinh ở cung Thần Nông, cái này phải xem lá số cá nhân. Hoặc các bạn có nhiều hành tinh ở nhà số 8. Nhà số 8 của các bạn có thể là cung khác, không thành vấn đề nhá. Nhưng mà miễn là có nhiều hành tinh nhà số 8 là các bạn cũng có nhiều năng lượng Thần Nông trong người rồi. Rồi. Thế. Thì trả bài ngày hôm nay mình sử dụng hai bộ bài cho cung Thần Nông. Đấy là Tarot Lấp Lánh và Oracle Moonology, ngôn ngữ mặt trăng. Ok. Rồi, nếu không còn câu hỏi gì thì mình sẽ bắt đầu trả bài này ngay bây giờ. Rồi, bắt đầu nhá. Với trải bài của các bạn, đầu tiên xin phép được rút cho các bạn 12 lá bài Tarot tượng trưng cho năng lượng chung của 12 tháng trong năm. Rồi, để xem năm nay của Thần Nông có gì đặc biệt không. Rơi ra ba lá nhiều quá thì mình sẽ rút lại. Mình vừa phải đi nhỏ mũi. Chứ nói mà bị ngạt mũi khó chịu phết. Cảm thấy rất là khó thở. Tháng 1 có 5 xu. Ok. Tháng 2 có 1 gậy. Rồi. Tháng 3 có nữ hoàng kiếm. Rồi. Tháng 4 có 10 kiếm. Rồi. Tháng 5 có 7 xu. Rồi. Mình sẽ rút hết một thể nhá, một lèo, xong mình sẽ nói một thể về cái năng lượng của các bạn. 6 có 1 kiếm. 7 có vua su. Ái chà. Tháng 8 có cậu bé Ly. Tháng 9
Rồi, judgment công lý tháng à đâu không phải công lý mà ngày phán xử. Tháng 10 có 10 gậy. Cái năng lượng khá là lên voi xuống chó. Thế nhưng mình nhớ có một cung nữa cũng rất lên voi xuống chó. Cung sư tử thì phải. Ừ. Trải bài cung sư tử. Rồi 2 tháng cuối nhá. Thật ra thì thần nông mà lên voi xuống chó thì mình không ngạc nhiên. Năng lượng của thần nông là năng lượng của sự lên voi xuống chó. Năng lượng của nhà tám là năng lượng của sự lên voi xuống chó. Không ngạc nhiên gì hết. 11, 2 gậy và 12, 5 gậy, rồi. Ai gửi, ai gửi, ai gửi, ai gửi. Bắt đầu nha. Đây, tí hơn đề bài Oracle. Trước khi nói về cái chi tiết từng tháng thì mình sẽ nói về cái năng lượng tổng quan của cả năm đã. Từ khóa 1, từ khóa đầu tiên là lên voi xuống chó nhá. Có những tháng thì rất tốt nhưng cũng có những tháng thì rất là kinh khủng. Mà các bạn phải hiểu là thần nông ấy có hai cung trong bản đồ sao, trong 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 12 cung hoàng đạo, hai cung mang tính nhân quả rất là nặng, tức là cung bảo bình và cung thần nông. Đại để như là bạn nào mà có nhiều năng lượng thần nông hay là năng lượng bảo bình trong lá số thì đại để là các bạn mang khá là nhiều nghiệp từ kiếp trước đến kiếp này, đặc biệt là thần nông nhé. Và các bạn sẽ cảm thấy như là tại sao cuộc sống của các bạn ấy nó không được yên bình như những người khác. Đấy. Cuộc sống của mọi người cố gắng thì mọi người sẽ đạt được những thứ mình muốn. Bạn cố gắng, bạn cũng đạt được những thứ mình muốn. Nhưng đang yên, đang lành, tự dưng có một cái biến cố, một cái tai nạn từ trên trời rơi xuống. Nó đúng nghĩa là từ trên trời rơi xuống. Và thế là phá hủy hết tất cả công sức của các bạn. Đấy. Kiểu như thế. Kiểu như là đang yên, đang lành gặp một cái họa do người khác gây ra, chứ không phải là do bạn gây ra nhé. Thần nông với bảo bình rất hay gặp cái chuyện này, đặc biệt là thần nông. Thế thì năm nay mình cảm thấy cái sự cố đó nó lại tiếp tục xảy đến với cuộc sống của các bạn. Đấy. Bạn nào mà là thần nông và sống được lâu năm rồi, nhiều tuổi rồi thì mình nghĩ là các bạn quen với chuyện này rồi. Nhưng với những bạn thần nông còn nhỏ tuổi, có thể bạn sẽ cảm thấy rất là hoang mang. Hồ Quỳnh Hương, tại sao cuộc đời tôi không được yên bình như những người bạn khác? Nhá. Tuy nhiên thì sau những cái sự cố đó, dần dần thì thần nông cũng sẽ trở thành cái người mà gọi là mạnh mẽ hơn những người khác, am hiểu cuộc sống hơn những người khác. Ừ. Thật ra là nó có hai trường hợp, một là trở thành cái người thông thái hơn người khác, hai là trở thành tội phạm. Rồi, cho mình để xem còn nói được gì về năng lượng tổng quan nữa không. Ừ, năm nay các bạn thần nông có cái ý chí rất là mãnh liệt. Cảm thấy nhà năm nay các bạn có một thứ gì đó các bạn muốn làm và các bạn mang cái ý chí mãnh liệt mạnh mẽ đó dồn công sức vào để thực hiện cái đam mê, cái mục tiêu đấy của các bạn nhé. Dĩ nhiên là trên hành trình thực hiện mục tiêu các bạn gặp biến cố này biến cố kia nhưng không làm các bạn nản lòng và các bạn vẫn cố đến cùng. Cái hình ảnh mình cảm nhận được trong cái năm nay của các bạn thần nông, nó là cái hình mũi, cái đầu mũi giáo, đầu mũi tên đấy, đâm thẳng xuyên thủng và đi kiểu như vượt qua hết tất cả mọi kẻ thù để đến được với đích. Nhưng mà cảm giác như là cái mũi giáo dù có sắc nhọn đến đâu thì cái những cái chướng ngại vật mà cái mũi giáo gặp trên trên cái hành trình của nó làm cho cái đầu mũi nó bị mòn đi ít nhiều, và dù đến được đích rồi thì cái đầu mũi giáo nó không còn được nhọn hoắt như ngày xưa nữa mà nó mòn đi nhiều, nhưng tuy nhiên vẫn đến được đích. Đấy, mình cảm nhận được cái năng lượng của thần nông trong năm nay nó hơi theo kiểu như thế, đâm thẳng xuyên thủng nó, đầu mũi tên nhọn hoắt như vậy. Rồi thế để xem là cho đến cuối năm nay thì cái kế hoạch, cái đam mê, cái mục tiêu đấy của bạn có được thực hiện hay không, ta xem kỹ từng lá nhá. Đấy. Trước hết là trong tháng 1 có 5 xu. Tháng 1 á, mình thấy là bạn chưa bắt để gần cái nến, sợ quá. Mình mà nhỡ tay cái thôi đổ nến, đây là nước nến nó đổ lênh láng ra và thế là video bị dừng lại. Rồi, tháng 1 các bạn có 5 xu. Tháng này ấy, thì mình thấy là chưa thật sự bắt tay vào cái kế hoạch của bạn đâu. Có thể có một
chút thứ gì đó đang cản trở bạn, hay là có một chút điều gì đó vẫn đang cái quá khứ, hay là có gì đó nó vẫn đang níu giữ chân bạn lại nhá. Bạn chưa thật sự ra khỏi vùng an toàn trong tháng 1, mãi phải đến tận tháng 2 thì mới ra khỏi vùng an toàn. Cái này làm cho mình có cảm giác như là một bạn nào đấy muốn nghỉ việc nhưng mà chờ qua Tết để nhận được thưởng Tết rồi mới nghỉ á. Thế nên là tháng 1 vẫn đang là trong cái giai đoạn gọi là chờ. Ngoài ra nhá, tháng 1 về mặt tài chính thì hơi túng thiếu một chút. Hơi túng thiếu một chút. Cái túng thiếu này mình cảm giác không phải là trong tháng 1 bạn đang yên đang lành bạn mất, bạn hỏng cái gì đấy, bạn mất tiền đâu, mà là nó là nói về cái tình trạng túng thiếu nó kéo dài từ cuối 2020 cho đến tận đầu tháng 1 năm 2021. Các bạn đang ở trong giai đoạn tiền không nhiều cho lắm, tiền hơi ít. Đấy. Thế nhá. Thế nên là chi tiêu phải cẩn thận, mua bán gì thì cũng phải cẩn thận, được chưa? Đấy thôi. Nói chung tháng 1 vẫn đang là một cái tháng bước đệm, một cái tháng nghỉ, giống hình ảnh cô gái này đang chờ, đang nghỉ thôi. Chưa có cái gì khiến cho mình phải nói sâu trong tháng 1 nhá. Sang đến tháng 2, tháng 2 với tháng 3 là cái tháng mà mình thấy cái năng lượng của các bạn tự dưng nó vụt lên một cách đột ngột. Nó vụt lên một cách đột ngột. Giai đoạn đang từ 5 xu chuyển thành một gậy rồi lại sang nữ hoàng kiếm. Chiến binh. Chiến binh. Một người chiến binh có phần đơn độc nhưng lại rất là sang ra. Rất mạnh mẽ, rất nhiều lửa, rất nhiều nhiệt huyết, rất lý trí và sẵn sàng chém chết tất cả những đứa nào mà dám cản đường cái người chiến binh này nhé. Tháng 2, tháng 3 sẽ là cái giai đoạn mà bạn rất rất tập trung vào cái kế hoạch, cái mục tiêu đấy của bạn. Với một số bạn đó là cái kế hoạch mục tiêu trong học tập, một số bạn đó là kế hoạch mục tiêu trong công việc nhé. Dù là kế hoạch mục tiêu gì đi nữa nhưng mình cảm thấy bạn rất tập trung và mình rất khen ngợi cái sự tập trung, cái năng lượng tập trung này của các bạn. Đấy. Thật ra thì cái năng lượng tập trung này nó hơi mang cái tính ám ảnh một chút. Nó hơi giống như cái lá bài Chariot, cỗ xe, lá số 7 trong bộ ẩn chính của bài Tarot. Cái năng lượng đâm thẳng xuyên thủng á. Cái năng lượng mà khi mà bạn đã có mục tiêu nào đấy, bạn làm nó đến cùng, đến mức bạn hy sinh, bạn quên tất cả những thứ xung quanh, bạn sẵn sàng từ bỏ tất cả những thứ xung quanh, dù là những thứ tốt, để đạt được đến cái mục tiêu đấy. Dù đến cuối cùng khi bạn đạt được mục tiêu đấy rồi, bạn gãy hết hai tay hai chân, bạn chỉ còn đúng cái đầu và cái thân. Nhưng mà vì cái nỗi ám ảnh đó, bạn chỉ nhìn được cái mục tiêu đấy thôi mà bạn không nhìn được những thứ xung quanh. Đó. Cái năng lượng của thần nông nó hơi hơi như thế nhá. Nó hơi như vậy, nó hơi theo kiểu đâm thẳng xuyên thủng, không quan tâm những thứ xung quanh. Giống như kiểu cái mũi tên, cái mũi giáo á. Khi nó đến nơi thì mũi giáo không còn sắc nữa, nó chẳng đâm được vào cái gì nữa, nhưng mà ít nhất là nó đã đến nơi, nó hoàn thành được cái đam mê, cái mục tiêu ban đầu của nó. Rồi, nói chung là tháng 1, tháng 2 là bạn, cái này là một mục tiêu duy nhất và chỉ có cái mục tiêu đấy mà thôi nhá. Cảm giác như là tháng 2, tháng 3, 2 tháng này chỉ tập trung cho cái mục tiêu đấy. Tuy nhiên tháng 4 hơi có vấn đề nhỉ. Tháng 4 thì lại có 10 kiếm. Tháng 4 thì có 10 kiếm ở đây. Thế này nhá. Có một số trường hợp như thế này. Có thể là do bởi vì bạn đâm đầu vào làm mà bạn gần như là thiếu cái sự quan sát xung quanh, soi xét xung quanh, thành ra là trong tháng 4 phải trả giá một chút. Cái trả giá ở đây có thể trả giá theo cái cách đấy là bạn bị bệnh, bạn đổ bệnh. Bệnh này không phải là bệnh sụt xìn 1-2 ngày là khỏi, kiểu như là bệnh này nó giống kiệt sức hoặc là ốm nặng nằm viện 1-2 tuần đấy, và nó gần như là gián đoạn cái công việc của bạn, ok chưa nào. Cái trường hợp thứ hai có thể là bạn làm ăn chung, buôn bán chung với ai đó. Bạn rất là chăm chỉ, bạn tập trung vào làm. Xong rồi đến tháng 4, cái thằng làm ăn chung với bạn nó ôm lãi, nó bỏ đi hết. Không phải nó bỏ đi hết mà nó trốn, bỏ trốn. Thế là công sức bạn kiếm được trong 2 tháng đổ xuống sông, xuống bể nhá. Tháng 4 hơi mệt.
Khi mỗi lần mà mình diễn giải những cái trải bài mà nó mang cái tính cực đoan lên xuống, lên đúng đúng kiểu lên voi xuống chó, cái tần suất lên nó vụt 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 như thế này đấy, bản thân mình cảm thấy mệt theo đấy, và mình phải cũng phải cố tìm những cái từ ngữ cách nói như thế nào để cho khiến cho các bạn đỡ sợ. đấy, một số nói chung là bạn sẽ cảm thấy là đen, bạn sẽ nghĩ thôi là tại sao mình cố gắng như thế mà ông trời lại đối xử với mình như thế. Nhưng mà như mình nói rồi, nó giống cái năng lượng của chariot, cỗ xe đấy. Tức là khi mà bạn quá tập trung vào một cái mục tiêu đến mức bạn quên hết những thứ xung quanh, và đến khi bạn đạt được cái mục tiêu đấy, bạn nhìn vào bức tranh toàn cảnh thì bạn mất nhiều hơn là được. Cái thứ bạn được là mục tiêu, nhưng bù lại bạn mất rất nhiều thứ. Bạn mất tay, mất chân, bạn mất các mối quan hệ, bạn mất gia đình, bạn mất người yêu. Đấy, bạn mất thời gian, bạn mất tuổi trẻ, bạn mất sức khỏe. Cái kiểu của thần nông trong năm nay là hơi như thế nhá. Nên là chí ít là nó đến chỉ sau 2 tháng, tức là thành ra là cái hậu quả mình nghĩ là nó không nặng nề đến thế. Chứ mà bây giờ nó đến kiểu như là bạn chăm chỉ làm việc trong 11 tháng đầu năm đến tháng 12 nó ra cái này thì lúc đấy mới đau. Ít nhất là nó đến trong 2 tháng để bạn còn sớm tỉnh ngộ. Được chưa nào? Mục tiêu thì cũng tốt thôi. Nhưng mà đến mức quên hết những thứ xung quanh thì kết quả sẽ là 10 kiếm. Ok. Rồi, tháng 5. Tháng 5 có 7 xu. Ok, trời ơi, cái con người này là bị workaholic đây mà. Bị tham công tiếc việc, bị nghiện công việc đây mà. Tháng 4 vừa gặp cái ăn hành như thế nhưng mà không làm cho các bạn thần nông bỏ cuộc. Các bạn lại vực dậy và lại tiếp tục cố gắng một lần nữa nhá. Và lần này có xu hướng là cố gắng một mình và chậm rãi hơn một chút. Mình cảm thấy được cái tốc độ chậm rãi hơn một chút trong tháng 5. Có thể là các bạn vừa khỏi bệnh trong tháng 4 nên là chưa làm việc được nhanh. À, nhưng mà ít nhất cái năng lượng bây giờ nó bắt đầu nhẹ nhàng, nó chậm rãi hơn rồi. Bây giờ bạn không kiểu đâm đầu và làm như ngày xưa nữa, mà mình thấy bạn bắt đầu biết cách quan sát và biết dùng đầu để suy nghĩ rồi. Tiếp tục là trong tháng 5, tháng 6, năm 6, 7 nhá. Năm 6, 7 năng lượng của 7 xu này, làm việc chậm rãi này, nhưng mà có xu hướng làm một mình nhiều hơn này. À, một kiếm của tháng 6 và vua xu của tháng 7. Rất tốt, năng lượng rất tốt. Lúc tốt thì rất tốt, lúc xấu thì rất xấu. Đấy, thế nên mình bảo lên voi xuống chó. Tháng 6 có thêm ý tưởng mới. Có thêm ý tưởng mới nhá. Tức là làm thì làm nhưng mà vẫn có những cái thứ mới, nhưng mà kiểu như là mình không còn kiểu vội vội vàng vàng như ngày trước nữa, mà mình cái cách tiếp cận của các bạn cảm thấy nó từ tốn hơn, nó mang tính xu nhiều hơn. Như bạn thấy trước đây là chỉ có kiếm, có lửa, à, có gậy, thì bây giờ là có kiếm và có xu. Đấy, cách tiếp cận nó từ tốn hơn. Nên là kết quả đạt được trong 3 tháng này khá là ổn. Khá là ổn áp nhá. Kết quả cuối cùng bạn sẽ đạt được, không hẳn là kết quả cuối cùng, nhưng mà cái công sức bạn bỏ ra ấy, đến tháng 7 nó sẽ có một chút thành quả nhìn thấy được. Thành quả nhìn thấy được. Thế nào là thành quả nhìn thấy được? Với những bạn làm ăn đầu tư, nó là tiền. Với những bạn đi làm công ty bình thường, đó là sự thăng chức, tăng lương, thưởng, hoặc đơn giản là cái sự được công nhận, được mọi người thừa nhận. Với một số bạn thì cái sự thừa nhận, sự khen ngợi nó còn quan trọng hơn là tiền bạc. Đặc biệt là những bạn nào mà có năng lượng sư tử trong người, cái danh vọng, cái việc mà các bạn được tỏa sáng, thậm chí nó còn quan trọng hơn tiền nhá. Đấy. Với một số bạn thì nó là điểm số thôi, bạn học hành chăm chỉ giờ được điểm cao, hoặc là bạn ôn thi IELTS, ôn thi TOEFL, ôn thi GMAT này kia, thế là bạn được điểm tốt. Đó là một kết quả nhìn thấy được, cầm thấy được, sờ thấy được, hiện ra được trong tháng 7. Đấy. Nói chung là kết quả mang năng lượng vua xu nên là kết quả khá là tốt. Kết quả khá là ổn nhá. Mình thì mình thấy ổn. Mình là người ngoài nhìn vào mình thấy kết quả này của bạn ổn đấy chứ, so với công sức bạn bỏ ra cũng ổn. Nhưng mà cảm giác như là bạn, mình nhìn thấy cái mặt ông vua xu hơi nhăn nhó nên mình cảm giác bản thân bạn không hài lòng lắm về kết quả. Có thể là bạn kỳ vọng cao hơn. Có thể là bạn kỳ vọng cao hơn bởi vì bạn đã từng bị đau đớn trong cái tháng 4 này, nên bạn nghĩ là lẽ ra vũ trụ phải tặng mình những thứ cao hơn để bù cho cái tổn thất mà mình gặp phải, đúng không? Với cả chưa kể là mình
như các bạn thấy nhá, bạn làm việc trong đúng 2 tháng xong bị nghỉ mất 1 tháng, sau lại làm việc như trâu như chó trong 2 tháng tiếp. Tức là bạn làm rất nhanh, đúng không nào? Làm gì làm tính theo đơn vị 1 2 tháng, tức là bạn đang làm rất nhanh. Mà tại sao kết quả nó chỉ như thế? Vấn đề đây là ấy, là do bạn kỳ vọng cao thôi. Là do bạn kỳ vọng cao thôi. Chứ mình thấy là trong bộ bài tarot nhá, thì nói về cái năng lượng xu, vua xu là cao nhất rồi, mà bạn đã đạt được vua xu rồi mà bạn vẫn không hài lòng thì mình đếch biết bạn muốn gì nữa. Còn nếu mà bạn không được cao hơn nữa thì cái này nó nằm ở vấn đề năng lực rồi. Đấy, tài năng rồi. Tài năng, năng lực tại thời điểm này chỉ đến thế thôi nhá. Còn nếu mà bạn muốn cao hơn cả vua xu nữa thì mời bạn năm sau thử lại. Chứ tại thời điểm này mình thấy là nên học cách chấp nhận kết quả. Kết quả như thế là ổn áp rồi. Ok. Tháng 8 để nói chung là nửa đầu năm chủ yếu là tập trung cho cái mục đích công việc đấy của bản thân. Đấy, có tháng 4 thì hơi đau tim tí thôi, nhưng mà cuối cùng đến tháng 7 cũng đạt được những gì mà bạn kỳ vọng. Nửa cuối năm của bạn thì sao? Mình cảm thấy nửa cuối năm thì cái năng lượng nó giãn giãn ra một chút. Cảm giác như là ít nhiều thì bạn cũng đạt được cái thành công trong tháng 7 rồi, nên thành ra 5 tháng còn lại bạn không bị hardcore quá, bạn không bị ám ảnh quá. Có thể bạn đã đi được nửa đường, hoặc một số bạn là bạn đã hoàn thành cái mục tiêu rồi, nên nửa cuối năm còn lại là chiêu chiêu thôi. Thế thì trong tháng 8 nhá, có hiệp sĩ, à cậu bé Ly ở đây, mình thấy trong tháng 8 có thể có người yêu với những bạn đang độc thân, hoặc là có thể nói chung là có tình yêu mới xuất hiện trong tháng 8. Tháng 8 và tháng 9 có tình yêu mới ở đây. Tuy nhiên mình không thấy đây là một cái tình yêu nó mang tính soulmate hay là nó có một cái kết nối vô cùng sâu sắc. Thì tức là đây hoặc có thể là chỉ là có người đến để bạn nhắn tin tán tỉnh đi chơi, dùng già dùng rằng trong khoảng 2-3 tuần trong tự mất mất kết nối, tự ngắt kết nối. Hoặc là nếu hai bạn có hẹn hò với nhau thì cũng không đi đến được một kết cục lâu dài. Mình thấy có tình yêu ở đây nhưng nó không mạnh mẽ đến thế. Thật ra tốt nhất ấy, nếu mà bạn muốn biết kỹ nhá, thì mình khuyến khích là bạn nên đến mỗi tháng bạn nghe trải bài tháng, thì nó sẽ chi tiết hơn là cái trải bài năm. Trải bài năm này nó giống tổng quan để bạn nhìn được cái map, cái bản đồ, cái tranh, bức tranh toàn cảnh của cả năm của bạn. Ok chưa? Thế nhá, tháng 8 cảm thấy có tình yêu ở đây. Nếu mà bạn đang trong một mối quan hệ thì tháng 8 là cái thời điểm mà bạn chuyện tình cảm của bạn và người đó được hâm nóng lại. Thật ra lý do rất đơn giản thôi, bạn dành nửa đầu năm để cho cái mục tiêu của bạn gần như quên khuấy mất người này. Với một số bạn thì nó đơn giản là bạn dành thêm thời gian cho những người xung quanh, người yêu, gia đình, bạn bè. Nói chung là dùng thời gian trong tháng 8 để hâm nóng các mối quan hệ. Một số bạn có tháng 8, tháng 9 nhá, 2 tháng này năng lượng giống nhau. Một số bạn có thể là đi du lịch nhiều trong 2 tháng này, tháng 8, tháng 9. Vì các bạn vừa đạt được thành quả tháng 7 mà, tháng 8, tháng 9 đi chơi. Xong đến tháng 10 lại làm sao đây? Tôi mệt quá. Đúng là lên voi xuống chó, diễn giải cái giải bài này mệt quá. Rồi. Đến tháng 10. 11 là hai gậy và 12 là năm gậy đúng không? Cuối năm thì lại lùm xùm làm xàm là cái gì đây? Đến tháng 10 nhá, có 10 gậy này. Thật ra thì 10 gậy nó cũng không quá kinh khủng giống 10 kiếm. 10 kiếm mới đau đau đớn hơn. Nó chỉ đơn giản là 10 gậy bạn khá là bận thôi. Thật ra một cái từ khóa mà hiện lên trong đầu mình trong cái tháng 10 này của bạn, nó sẽ lu bu, lu ba lu bu. Bạn bận nhưng mà bận với nhiều việc bé, nhiều việc không đặt tên được, hoặc là nó giống như là nhiều việc nó lắt nhắt ấy. Đấy. Có thể là công việc, có thể là học tập, hoặc có thể là tất cả trộn vào cùng một lúc. Bạn bận việc đi làm, xong bạn lại phải đi học thêm, và cái chỗ học thêm của bạn lại chuẩn bị thi thử, xong rồi bạn lại bận việc gia đình bởi vì bạn là con trưởng, xong rồi bạn lại bận việc với người yêu bởi vì bạn thế này thế kia, đủ thứ trên đời. Đấy, nó là đủ thứ trên đời. Nếu mà từng việc nó xảy ra lần lượt thì bạn sẽ thấy cuộc sống rất là ổn, nhưng mà bởi vì nó xảy ra cùng một lúc mà thật ra không phải là việc bé, à không phải việc to gì cả, toàn việc bé bé bé, nên bạn thấy cảm giác như là
đầu của bạn nó bị phân ra làm 8 hướng. 8 hướng, 10 hướng. Với những bạn song tử thì có thể là các bạn sẽ hợp giải quyết những vấn đề này, bởi vì vốn dĩ bọn song tử sinh ra đầu chúng nó đã hướng là 10 hướng khác nhau rồi. Nhưng mà thần nông thì không, thần nông có xu hướng đào sâu 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 sâu, thích một hướng thôi. Thì với cái kiểu lu ba lu bu thế này bạn cảm thấy hơi xì chét một chút. Cái xì chét nó không bằng tháng tư nha. Cái xì chét này là xì chét do bận rộn nhá. Và mình thấy nó chỉ gói gọn trong tháng 10 thôi. Nó đến và đi trong tháng 10, những công việc lu ba lu bu phải giải quyết nha. Đấy. Đấy, lu ba lu bu. Công việc vớ va vớ vẩn, không đặt tên được nhưng mà chả hiểu sao cứ bận rộn. Tháng 11 hai gậy rồi. Chủ động. Từ khóa của năm nay là sự chủ động, mình thấy bạn rất là chủ động. Cái năng lượng hiện giờ và năng lượng trong năm nay của thần nông là sự chủ động nắm lấy cuộc sống của mình. Bạn đang ở cái vị thế nam tính, ở cái vị thế chủ động với cuộc đời đấy. Rất là nam tính, dù bạn là nam hay là nữ, cái năng lượng hiện giờ rất là nam tính. Tốt thôi, nếu bạn đang còn trẻ vậy thì tốt thôi, không vấn đề gì. Tháng 2, à nhầm, tháng 2, tháng 11 lại tiếp tục có những cái kỳ vọng, những cái mục tiêu mới. Bạn ấy lại có những cái kỳ vọng, có những cái mục tiêu mới. Nói chung là hai cái tháng cuối năm thì không có nhiều thứ để nói. Đấy, hai tháng cuối năm thì năng lượng nó khá là trung lập, nó bình bình, được chưa? Tháng 11 nó giống như là lên kế hoạch mới cho cuộc đời, để xem là sang tháng 2022 mình làm cái gì, làm cái gì, chứ không có sự kiện gì nhiều. Với một số bạn có thể tháng 11 sẽ đi nước ngoài. Có thể sẽ đi du học hoặc đi công tác, hoặc là đơn giản là bạn đến một cái thành phố rất khá là xa cái thành phố hiện giờ bạn đang ở. Tức là nếu giả sử bạn đang ở Hà Nội thì bạn vào thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mình cảm giác đây là cái đi rồi lại về. Có thể chỉ là đi công tác thôi hoặc đi du lịch thôi, nhưng đi rồi lại về nhá. Tháng 5 thì có chút xung đột với những người xung quanh, nhưng mà cái xung đột này ấy, mình có nói một cái lời khuyên nhé. Cái này không hẳn là xung đột mà cãi nhau đâu. Nó là xung đột xong rồi im ỉm đi. Không ai chịu nói với ai câu nào, đó là chiến tranh lạnh, đúng rồi, từ khóa là chiến tranh lạnh. Có thể là vì một chuyện rất là không ra đâu vào đâu. Ừ, một chuyện rất là không ra đâu vào đâu. Chuyện chả có gì đáng nói cả. Thì có thể với bản tính của bọn thần nông là không thích nói ra những cái suy nghĩ của mình và muốn đối phương tự xin lỗi hay muốn đối phương tự hiểu. Nhưng mà với chuyện của bạn nhé, thì nói ra nó sẽ đơn giản hơn, giải quyết rất là nhanh. Cái này có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Còn nếu không nói ra thì chẳng ai đọc được cảm xúc của bạn đâu, nên chẳng ai biết là bạn đang muốn làm gì, bạn đang cảm thấy thế nào đâu. Tóm lại thì năm nay của thần nông chủ yếu là tập trung cái drama, không phải drama, cái lửa tập trung chủ yếu là trong 7 tháng đầu năm. Đến tháng 7 thì bạn sẽ có kết quả nhìn thấy được, cầm thấy được, sờ thấy được. Tất cả những gì mình đang nói là sử dụng lịch dương nhé các bạn, mình không dùng lịch âm. Đấy, thế thì tháng 8 có tình yêu mới, hoặc là đơn giản là bạn dành nhiều thời gian hơn cho những mối quan hệ xung quanh. Tháng 8, tháng 9 nhá. Tháng 10 thì hơi lu bu bận rộn. Tháng 2 thì có thể đi nước ngoài, hoặc đơn giản là bạn là tháng 2, à tháng 11 chứ. Tháng 11, tháng 12 là 2 tháng bước đệm thôi, không có nhiều sự kiện gì mới. Trong đó tháng 11 thì có thể là bạn lên kế hoạch cho năm 2022, có những cái dự định mục tiêu mới, hoặc là bạn đi nước ngoài, hoặc bạn đi đến thành phố khác cho công việc, cho du lịch. Đấy, nhưng mình cảm thấy đi rồi lại về. Đến tháng cuối thì hơi có xung đột như kiểu chiến tranh lạnh với người khác. Nhưng mà cái này thì mình khuyên thôi, đấy là nếu mà bạn mở lời, bạn nói chuyện được với họ, thẳng thắn với họ, thì cái vấn đề của bạn nó sẽ được giải quyết nhanh hơn là bạn cứ im lặng như thế này. Như mình đã diễn tả rồi thì năng lượng mệt mỏi, năng lượng cực đoan mãnh liệt chủ yếu nó tập trung vào 7 tháng đầu. Thật ra là chủ yếu là tháng từ tháng 2 đến tháng 7 nhá. Còn những tháng còn lại cũng không đến nỗi nào. Bây giờ mình sẽ rút bài Oracle để xem là lời khuyên dành cho các bạn thần nông trong năm nay là chi. Hãy tin vào điều không thể.
Rồi, ba lá như sau. Mình sẽ nói về từng lá một nhé. Đầu tiên bạn có trăng xanh, hãy tin vào điều không thể. Thật ra nói câu này mà với thần nông thì cũng cũng chẳng để làm gì. Vì thần nông trong năm nay đã đang làm cái đó rồi. Có thể là tại thời điểm này đang là tháng 1 á, thì bạn đang vẫn đang trong năng lượng của năm xu, nên bạn vẫn đang hơi hoang mang mơ hồ về tương lai phía trước. Đấy, nên là sau khi nghe trả bài của Thu Anh, nhìn thấy cái lá bài hãy tin vào điều không thể, thế là sang tháng 2 bạn biến thành người khác, bạn biến thành năng lượng của một gậy, và thế là bạn đâm đầu, bạn làm kiểu thế. Rồi, tin vào điều không thể. Lời khuyên thứ hai, cái gì nhỉ? Sự kết thúc của một cái chu kỳ, của một cái vòng lặp khó khăn sắp đến rồi, sắp kết thúc rồi. Nghĩa là một chu kỳ khó khăn, một cái giai đoạn khó khăn sắp kết thúc rồi. Bạn có trăng tròn ở market. Cái chu kỳ khó khăn sắp kết thúc rồi. Cái giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 7 của các bạn thần nông ấy, với một số người khác nhé, khi mà họ chậm hơn các bạn, có thể cái giai đoạn này nó phải kéo dài đến tận 2-3 năm mới đạt được cái thành quả là vua su. Nhưng mà bởi vì các bạn nhanh quá, các bạn ám ảnh quá, một khi mà các bạn đâm đầu vào làm, các bạn có thể dành 12 đến 14 tiếng một ngày cho cái mục tiêu này, thế nên các bạn mới đạt được cái mục tiêu của bạn trong vòng, trong thời gian ngắn đến thế nhá. À mà đang nói về cái lá này, thì tức là mình thấy ở đây là cái khó khăn của bạn á, có thể là cái khó khăn duy nhất là cái 10 kiếm này thôi. Thì nó cũng, các bạn cũng sẽ tự mình vượt qua nhờ cái khả năng, nhờ cái sự mạnh mẽ, ý chí mãnh liệt của các bạn. Đấy. Tuy bài có bảo là cái gì nhỉ, cái chu kỳ, cái thời điểm khó khăn sắp kết thúc rồi, nhưng mình thấy là nó đến và nó cũng sẽ kết thúc ngay trong năm, chứ nó không kéo dài. Mình nói rồi mà, thần nông năm nay có cái gì đấy rất chủ động, rất làm chủ cuộc sống, làm chủ cuộc chơi. Cái lá cuối cùng là một cái tình, một cái kết quả mà hai bên cùng có lợi, trăng tròn ở thiên bình. Cái này thì hay này. Như mình nói rồi nhá, cái kiểu của bạn, các bạn thần nông là hơi keo cái kiểu, như mình bảo là khi đến khi mà các bạn đạt được mục tiêu thì các bạn mới nhận ra là mình đã mất hết sức khỏe, mất hết tay, mất hết chân, mất hết các mối quan hệ xung quanh. Thì cái lá nói về việc là cái kết quả mà cả hai bên cùng có lợi á, là nó giống như là sau này nhá, năm nay thì thôi như thế rồi thì mình rút kinh nghiệm cho năm sau. Sau này khi mà bạn còn có một cái mục tiêu nào đó khác, một cái mục tiêu nào đó mà bạn cũng cảm thấy là mình có xu hướng ám ảnh về cái mục tiêu đấy ấy, thì cố gắng nhìn được hết tất cả các bên, các đối tượng, các bên bị ảnh hưởng, được chưa? Các bên bị ảnh hưởng. Và cố gắng nghĩ một chút cho cái việc là cái hành động của tôi, cái thái độ của tôi nó sẽ để cho những bên nào bị ảnh hưởng. Cố gắng nghĩ xem, hình dung xem là cái hành động của mình, cái thái độ của mình sẽ khiến cho ai buồn. Cái việc mà mình cắm đầu cắm cổ và làm, nó sẽ khiến cho ai buồn, nó sẽ làm tổn thương ai, nó ảnh hưởng đến ai, hay thậm chí là nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hay không. Đấy, cố gắng hình dung trong đầu, nghĩa là cố gắng là vừa đi mà vừa ngẫm lại, cứ đi được một đoạn lại vậy ngẫm lại, giống như kiểu các bạn làm việc trong công ty, các bạn làm dự án á, làm được một thời gian là sếp các bạn bắt dừng lại để review, đánh giá quá trình, đúng không? Chứ có phải các bạn cắm đầu cắm cổ và làm nộp cho sếp cái sản phẩm cuối cùng đâu. Đâu, người ta chia ra thành từng giai đoạn, nộp sản phẩm gọi là cuối cùng lần một, cuối cùng lần hai đấy, cho để mà để sếp đánh giá đi đánh giá lại thì mới là cái thằng sản phẩm cuối cùng mới nộp cho khách, kiểu như thế nhá. Thần nông, quá trình của bạn nó kéo dài một năm đi, thì cứ khoảng một tháng hay là một quý bạn dừng lại một chút, ngẫm lại một chút, đánh giá lại xem là trong 3 tháng vừa rồi mình làm được những gì, mình đã ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, mình đã ảnh hưởng như nào đến những người xung quanh, và mình cần phải thay đổi điều gì nhá. Kế hoạch ban đầu thì vẫn nên giữ nguyên, nhưng mà mình có thể thay đổi một chút cái cách tiếp cận thôi, không phải lúc nào cũng đâm thẳng xuyên thủng là đúng, thấy chưa? Đấy.
thì một cái kết quả mà đôi bên cùng có lợi là rất cần thiết dành cho các bạn thần nông. Rồi, thì nhìn chung năm nay cũng là một năm khá là tốt. Một năm khá là tốt, đạt được thành quả của thần nông. Mình là người ngoài nhìn vào thì thích cái thành quả đấy, chỉ là các bạn yêu cầu cao, các bạn kỳ vọng cao nên các bạn không hài lòng lắm thôi. Nhưng so với những người xung quanh, thành quả đấy là tốt rồi. Nhá, thành quả vua su cơ mà. Thế thì đấy là cái trải bài của các bạn thần nông nhá. Rồi, thì chắc là mình sẽ dừng cái trải bài này ở đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Chúc các bạn thần nông có một năm mới khỏe mạnh, vui vẻ, thành công. Và đừng quên tham gia cái sự kiện giveaway của mình nhá. Chi tiết mình để ở dưới phần mô tả. Ok, bye bye các bạn. Đây là phần thông báo kết quả trúng thưởng. Đây là phần thông báo kết quả trúng thưởng của video lần trước, video dự đoán 2021 của Cung Thiên Bình. Và bạn trúng thưởng là bạn IKR Mobile. Ok, bạn chọn số 31. Rồi, nếu mà bạn nghe, bạn biết được mình là người trúng thưởng thì hãy nhanh chóng liên hệ với mình qua fanpage hoặc là Instagram để nhận được trải bài free của bạn nhé. Ok, một lần nữa cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh và tham gia sự kiện. Bye bye!